Rồi, hello anh em đã quay lại với kênh nha. Chắc anh em cũng biết cái chiếc này rồi mà. Đây, giới thiệu bữa nay quay lại cho anh em xem lại một lần nữa nha. Cho máy lên sóng thêm một lần nữa. Đây, cái bộ hàng chính cũng của mình mới làm đây. Nguyên một cái cục máy. Cái này làm bằng foam hết trơn nha các anh em. Làm chừng chút xíu à. Đây, nguyên cái cục này bề ngang của mình là chắc chừng 24. 24 còn dài thì không biết, tại vì mình làm không có đo. Để tay vô nhắm chừng nè, cho anh em coi nha. Còn đây là cái mấy cái đầu nắp cò làm cho giống giống thôi. Kiểu mà. Còn này là cái hộp gió. Đây, hai cái ống vô gió ở đây nè. Đây, cái ống truyền gió nè. Còn hai cái trong đây là hai cái bô, mình cũng chưa có gắn một cái ống đi lên nữa. Đây mình chỉ mới gắn cây à. Còn mấy cái đường này là ống dầu nha các anh em. Mấy cái đường này nè là mình làm bằng cái cây móc đồ á. Chừng hai cây móc là đủ làm à. Lấy coi chừng bị mẹ la đó. Đây hiện làm heo dầu thì đơn giản thôi chứ đâu có gì đơn giản, đâu có gì khó đâu. Đây là cái bình nước trộn nè. Đây, ở trước của anh em nè, có ống rồi đàng hoàng hết trơn nha. Vì hơi bị cháy nắng quá, hoài không có thấy. Đây là mấy quê 12. Còn ở trong đây là cái cục 775 thì anh em cũng biết rồi. Thường anh em cái tốc độ của 775 thì nó là chừng, cầm chừng lại như đó à, chứ đâu có được nhanh nữa đâu. Đây mình cái bao nước mình nhét vô cái trong cái máy luôn nè. Chứ có kiểu thôi chứ đâu có gì lạ đâu. Còn cái phần dưới thì cái chân vịt, cái lực nước thì mình mới cũng mới cắt luôn nè, cho nhọn lại cho đỡ chút hẳn chạy nó bị sàn quá. Cái điều quan trọng nhất là của anh em làm giỏ là cái chân vịt, cái chân vịt này nè, đặt là không được cắm quá, với lại không với lại là đặt là phải từ bằng cái lượng của cái chiếc vỏ này nè, từ cái lượng này chở vô chứ không có được lòi ra ngoài đây. Lòi ra ngoài đây là khó chạy lắm, thì mình biết thì chia sẻ cho anh em thôi, còn anh em nào không biết á thì vô mà cự với người ta nữa. Dạo này có nhiều cái anh em ném đá dữ lắm, sợ. Cái liệt nước này anh em biết tại sao mà mình cắt hai cái góc này không? Là tại vì á là mình gắn liệt nước này bậy nữa nè. Lúc mà anh em đặt nguyên một cái vàng chân vịt láp bánh lái rồi xong hết chân luôn. Còn anh em để bình luôn, anh em để xuống nước. Coi là cái độ chìm của chiếc tàu là tới đâu. Ví dụ mình nó chìm tới cái mí này đi. Rồi anh em phải bắt đi cái liệt nước vô. Bắt cái lượng nước ngay chân cái mấy nước luôn, xong rồi đi xéo nhẹ xuống chút xíu à, đừng cho nó kéo dẹt nước. Chứ không phải là bắt như mình vậy, cứ mình mày bắt bậy rồi nha. Bắt ngay chỗ cái mấy này đừng có bắt thẳng ra, bắt xéo xuống xíu vậy nè, nhẹ xéo xuống chút mới đúng nha. Vỏ là làm phải là phải có hai cái con đường chỉ này nè, ghe cũng vậy luôn á, không có hai cái đường chỉ này chạy khó chạy lắm. Anh em không tin thì anh em làm xong cái vỏ vô lãi xong rồi anh em thả xuống, anh em chạy đi rồi biết à. Chạy xong rồi coi nó chạy sao, xong rồi anh em lên gắn cái đường chỉ này vô xuống chạy là nó khác liền. Không có đơn giản. Vỏ làm thì nói chung là đơn giản, rồi mình có hướng dẫn mấy clip nằm ở dưới đó, anh em kiếm lại mà coi nha. Hình như là mình làm cái clip hướng dẫn làm chiếc vỏ là làm cái chiếc này luôn hay gì nè. Em coi. Cái mũi làm thôi cũng bằng bằng thôi, không được ngốc quá nha. Tại vì ngốc quá nó cản gió, nó cũng mất tốc độ nữa. Thì với cái năm thì nó chạy thì cũng được nhanh rồi. Còn anh em nào mà có điều kiện thì lên bao pha nha. Cái hàng này nếu mà
Anh em có điều kiện thì lên bao pha chạy chừng cái 3660 được rồi. Chừng 1900 cv là đi cái chuyên dịch ba cánh 5 cm nha. Là đúng bài luôn. Chạy là bao giọt luôn nha. Còn láp với bánh lái với chuyên dịch này kia đồ, anh em cái điều đó quan trọng là anh em không biết là mua ở đâu. Có anh em thì ở trên nhóm của mình thì biết rồi, còn anh em nào mà chưa lên nhóm á thì thấy cái chị cập nhóm của mình người kiếm nha. Trong đó là có rất nhiều là người bán lắm. Đây mình cho anh em xem nha. Rồi các anh em, đây là vô cái Facebook của mình nha. Tại là mình làm quá chơi viên của cái nhóm này luôn. Trong nhóm này rất là nhiều các anh em chơi. Như là nhóm của mình là 3-4 người bán chỉ viên lận. Đây anh em coi rất là nhiều tàu nha. Đây ông này bán chỉ viên của nhóm mình nè. Ông này ở Cần Thơ đó nha. Nếu mà anh em kết bạn được với ổng thì hẹn ổng ra uống cà phê giao lưu đồ chơi. Đây về chơi tất cả như hình 1,2 triệu. Anh em nào không muốn làm thì lên mua luôn nha. Rồi còn cái này là bạn này là không biết cái GX nó bị gì nên lên hỏi luôn. Cứ anh em cứ mà không có biết hay là cái gì anh em cứ đăng lên group hỏi là có người giải đáp cho anh em hết. Đây cái anh này anh bán đồ phụ tùng tạo nha, chân dịch hay là bánh lái láp tay điều khiển combo luôn, cái gì cũng có hết trơn nha. Nè combo là 1,5 triệu TX GX MC6 nè, SC480A luôn. Anh em mua phone bộ về là làm vỏ là chơi được rồi. Phải mua thêm cái bình nữa nha. Chương dịch nhỏ lớn gì cũng có hết trơn hay sao á. Anh em có cần thì liên hệ anh này nha. Rất đủ giá hết trơn luôn này. Nè anh có ghi rõ ở đây nè anh em tham khảo nha. Facebook của anh này là Tân Tài. Đừng lên Facebook của ảnh, mình có để dưới phần mô tả nha. Anh em cứ xuống mà kết bạn. Đây rất là nhiều. Đây cho anh xuống coi nữa nè. Rất là nhiều nha. Còn anh này thì ảnh đóng tàu kéo. Chiếc chừng nửa mét trở lên nha anh em. Giá cũng ok lắm, anh em nào cần đóng tàu kéo thì liên hệ ông này luôn. Đây, cái mẫu của ông làm là rất là đẹp nha. Còn cái này anh quay chiếc ghe này của anh Lưng làm hay sao á. Này ông này bán cano nữa nè. Đây là nguyên một cái bản vẽ. Bản vẽ này hình như là chiếc kiếm ngư hay gì á. Mình cũng có cái link bản vẽ này luôn. Anh em thấy rõ không? Đây cái chiếc làm hoàn thành nó giống như vậy nè. Tàu thì bản vẽ nó không có được hình thành như máy bay đâu các anh em. Cho nên còn tàu cá thì người ta làm với kiếp riêng, người ta không có cho mình biết được đâu. Thì khi quen biết. Nè ông này cũng làm tàu kéo nữa nè. Đủ mẫu hết trơn luôn, có cần thì liên hệ. Hôm nay thì bán chiếc tàu kéo. Ông này bán chiếc riêng nhóm mình nè. Đây, chiếc tàu kéo này là 1,5 triệu nha. Anh em xuống cái clip ở dưới á, mình coi là có mình quay toàn phần chiếc tàu kéo này luôn. Anh em coi nha. Có 1,5 triệu à. Tại vì kẹt tiền, không có tiền Tết hay sao á, nên mới bán. Rồi cho anh em tham khảo nha, cái đường link của cái nhóm của mình. Nhóm của mình với cái Facebook của mình luôn là nằm ở dưới phần mô tả hết trơn nha. Anh em cần thì cứ
cứ vô kết bạn nha, mình chấp nhận hết.